Quân dân mọi sự cha ta đã mì ra số phua miền. Phân lá vô lượn quê mì bà an tạc bia lập hương an nhân luân tư tiết vận thu đông xuân hè phố pi tạc mì lễ tuyển niên. Lộng bà đà tô thường thiên khai ấn, lộng bà đà tô càn khôn khai môn, lộng bà đà thuân ô tôn tam thao. Ơi là tin sư khấn tuyển cao thường phương, thím phép nước ca mường cường tiên đáo, huyền quang tặng thơ đáng cấp ba lồng. Từ bà nà cô mì phân tam tài quốc mẫu du ra khai mì phân gần thế tòng thống tâm miêu kế quốc pi mì lâu thế tiên vua lệnh vua liền quân binh tê đẩy y dương mưa mưa tê lấy phụ đà luôn. Ơi là cuộc mâu du nửa dưỡng chăng cả phân tạt à lồng đao là dương đông tạo hoa lập thần à nông lẽo khắm hăng thủy chăng sinh óc a liền chân bản cổ chăng tạt à phân hạ đáng tạc bia thế mọi đoạn thế gian thể khẩu vô lịch cả quang du ngàn. Áo phè khâu lồng ván sơn lấm cần thế mưa thân cho đồ ôi phè khâu du khâu khuổi sơn lấm. Ơi là vua thuân sai sứ quan lồng tím khắc thủy du ẩn hình đông luông lình căng căm thu muông mã tên ngồi hắn vô một mình khâu phà. Thơ chăng cú ao mà ngàn kế hơ âu thuần hẹp thẻ liếng thân cần thế chăng a mưa thân so ngà an so phè khâu lồng ban a liền thân. Mọi tí đầy kín đo lẹo chắc mỗi khẩu tay ăn à phạc ăn qua khẩu thúc hăng lên à mà khẩu giáo bởi chừng à nàng vô đạo ham nga pi lùa các ba nòn à vô sự cô y nàng chính thử không lại chẳng bé cả càn óc à chàn phải còn muối khẩu chẳng tan óc phần tiền thân nâng à mình tuyến bầu bấn tao thân nâng à bấn khẩu à khao tới này.